Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thông qua ngoại giao đám tang, Hoa Kỳ vẫn chứng tỏ là đối tác tin cậy. Ngày 29 tháng 7, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt có bài Ngoại giao tan chế kiểu Hoa Kỳ. Tác giả cho biết, có 3 sự kiện không lường trước liền kề nhau, khiến bang giao Mỹ-Việt có phần xáo động. Thứ nhất, Thủ tướng Israel bất ngờ hội đàm với Tổng thống Joe Biden vào ngày 25 tháng 7 tại thủ đô Washington, buộc Ngoại trưởng Antony Blinken phải đi dự, dẫn đến chuyên cơ chở ông khởi hành sang châu Á chậm lại. Thứ hai, kế hoạch dự lễ tang chính thức cố Tổng bí thư vào ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ, vì thế bị hủy bỏ. Thứ ba, hạn chót để Mỹ công bố quyết định có hủy dán nhãn kinh tế phi thị trường cho Việt Nam hay không lại trùng với ngày quốc tang tại Hà Nội ngày 26 tháng 7. Trong lúc bối rối như thế, cả ở Hoa Kỳ lẫn Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định hoãn việc công bố. Lý do trì hoãn được đưa ra là vấn đề trục trặc về công nghệ thông tin. Và đây là hình bàn trên blog Trần Đông A, VOA. Tác giả cũng cho biết, sáng ngày 25 và 26 tháng 7 tại Hà Nội, ông Tô Lâm xuất hiện ở lễ tang cố Tổng bí thư với 3 cương vị hàng đầu: trưởng ban lễ tang, trưởng đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và trưởng đoàn Chủ tịch nước. Tô Đại tướng trở thành nhà lãnh đạo nổi bật chỉ trong vòng 2 tháng, từ ngày 20 tháng 5 đến nay, đã thâu tóm hầu hết quyền lực cả về mặt đảng lẫn nhà nước. Theo dự đoán của dư luận, cương vị Tổng bí thư hoặc quyền Tổng bí thư sẽ phải được chuẩn thuận thông qua một cuộc bỏ phiếu kín tại cuộc họp bất thường tới đây của Ban chấp hành Trung ương. Tác giả cho hay, tối ngày 27 tháng 7, tại tư gia Tổng Trọng trên con phố nhỏ Thiền Quang, Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken cùng phái đoàn Hoa Kỳ đã đến thắp hương, viếng Tổng Trọng và chia buồn với bà quả phụ Ngô Thị Mận cùng tang quyến của cố Tổng bí thư. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngoại trưởng Blinken đã chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden tới bà Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của ông Trọng. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo và quan chức chính quyền Hoa Kỳ cũng như cá nhân Tổng thống Biden luôn coi Tổng Trọng là một người bạn, là một đối tác tin cậy. Tác giả dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết, chuyến thăm ngắn ngủi của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam, vốn đã được nâng cấp do có những quan ngại chung về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực và sự quan tâm từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Theo tác giả, các cuộc hội kiến lần lượt giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ngoại trưởng Blinken cũng đã diễn ra tối muộn ngày 27 tháng 7 tại phủ Chủ tịch và trụ sở của chính phủ. Tác giả nêu vấn đề việc Tô Đại tướng có thể trở thành tân Tổng bí thư trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa có kết luận về tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam sẽ ảnh hưởng thế nào đối với bang giao Việt và Mỹ. Trong trường hợp kết luận của Bộ Thương mại Mỹ là không cấp quy chế kinh tế thị trường, thì liệu Việt Nam sẽ tiếp tục những đối phó tiêu cực đối với Mỹ và phương Tây như năm qua hay kiên nhẫn chờ đợi? Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu quyết định này tiếp tục bị kéo dài sau ngày 2 tháng 8, thậm chí bị treo cho đến khi nước Mỹ có chính quyền mới, thì dịp này ông Blinken càng phải cố gắng để tìm hiểu chi tiết nhất có thể về cấu trúc quyền lực chính trị mới nói chung và về thẩm quyền vừa xác lập nói riêng của dàn lãnh đạo tập thể và cá nhân Chủ tịch nước Tô Lâm sau sự ra đi của Tổng Trọng. Tác giả dẫn lời ông David Hutt, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á nhận định rằng hơn 13 năm qua, ông Trọng đã bắt được một số con chuột cống, nói theo cách ẩn dụ của người Việt, nhưng quốc nạn tham nhũng vẫn tràn lan. Ông Trọng trên thực tế đã khiến cho chiếc bình của đảng trở nên mỏng manh, dễ vỡ hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thông qua ngoại giao đám tang, Hoa Kỳ vẫn chứng tỏ là đối tác tin cậy. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ nghĩa Cộng sản nên được mai táng theo Tổng Trọng. Ngày 26 tháng 7, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA Tiếng Việt có bài Hãy chôn cất chủ nghĩa Cộng sản. Tác giả cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nên chôn cất chủ nghĩa Mác Lênin và chấm dứt không tôn thờ một thứ chủ nghĩa hay lý thuyết kinh tế, chính trị nào khác. Đây là một căn bệnh tâm thần từ châu Âu lan ra thế giới từ thế kỷ 19 mà chính các nước Tây phương nay đã trị gần hết bệnh. Tác giả cho biết, có rất nhiều bằng chứng đi ngược lại điều ông Trọng luôn khẳng định, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc. Sau Đệ nhị Thế chiến, nhiều dân tộc từ châu Á đến châu Phi đã giành lại độc lập, tuyệt nhiên không ai dùng tới chủ nghĩa cộng sản. Chỉ vài quốc gia như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba đi theo, nên sau đó chậm phát triển, phải quay ngược chiều, học theo kinh tế tư bản. Và đây là hình bài trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả dẫn phát biểu của ông Trọng năm 2008 rằng chỉ trong 3 năm nữa thôi, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ hoàn tất việc nghiên cứu để tìm ra một học thuyết xây dựng chiến lược Việt Nam trong thế kỷ thứ 21. Từ đó tới nay, cái chiến lược đó vẫn chỉ dừng lại ở các khẩu miệng suông. Tác giả nhận định, trong khi đảng ca tụng ông Trọng để lại một di sản lý thuyết lớn lao về chủ nghĩa Mác-Lênin, thì người Việt lại không cần cái di sản tai hại đó. Hàng trăm năm qua, loài người vẫn cứ thế tiến tới, không nhờ một chủ nghĩa nào chỉ đường dẫn lối cả. Bởi vì, trước hết, loài người phải sống, không ai chờ có một chủ thuyết nào rồi mới bắt đầu sống. Tác giả nhận xét, cái bệnh đi tìm chủ thuyết phát sinh ở Việt Nam là do ảnh hưởng từ phương Tây. Các ông Tây sống duy lý từ mấy trăm năm trước đã xây dựng nhiều chủ thuyết để dẫn dắt người khác theo mình. Điều đó trở thành một thứ bệnh truyền nhiễm. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bệnh nặng nhất là các Marx truyền xuống Lenin, lây dần dần sang nhiều người khác. Vì chủ nghĩa đó mà thế giới chia đôi, hai khối đánh nhau, người Trung Hoa, Hàn Quốc, Congo, Việt Nam chết nhiều nhất. Phải chờ tới khi chế độ Cộng sản hoàn toàn thất bại ở Nga thì loài người mới vẽ lẽ ra rằng tất cả câu chuyện chủ nghĩa chỉ là chuyện tầm phào. Tác giả đặt câu hỏi, nếu vậy thì trong kinh tế tư bản người ta không cần một chủ nghĩa nào chỉ đạo hay sao? Đúng như vậy, kinh tế tư bản chỉ dựa trên vài nhận xét của nhà đạo đức học Scotland Adam Smith. Ông thấy rằng bất cứ ai, một nhà nướng bánh hay một ông hàng thịt làm việc chính vì muốn kiếm lời, và khi ai cũng làm như vậy, những người chung quanh sẽ được hưởng lợi. Ông Smith cũng thấy một điều là người ta thường chỉ trao đổi với nhau khi cả hai bên thấy mình có lợi. Đó là hai ý kiến căn bản của kinh tế tư bản. Tác giả dẫn biện luận của nhà kinh tế học Hayek, khi kinh tế được tập trung chỉ huy thì cuối cùng sẽ thất bại. Vì thất bại cho nên phải cưỡng chế, dẫn đến cảnh nô lệ hóa mọi người. Một chế độ kinh tế tập trung chỉ huy cuối cùng sẽ tước bỏ hết các quyền tự do. Từ đó đến nhân phẩm cũng mất. Và đây là hình nhà triết học Karl Marx. Theo tác giả Hayek, nhà kinh tế học người Nga, khi đi tìm những động cơ thích hợp để giúp một cơ chế kinh tế đạt kết quả, đã giúp người ta hiểu tại sao kinh tế cộng sản thất bại. Với những phương pháp thiết lập động cơ thích hợp, nền kinh tế có thể hoạt động tự do, mà xã hội vẫn theo đuổi được những mục tiêu ngoài kinh tế, như tôn trọng công bằng xã hội, trọng người già hoặc giúp trẻ em, mà không cần giáo dục hay cưỡng bức ai cả. Điều quan trọng là không cần biến một thứ chủ nghĩa nào thành tôn giáo buộc mọi người tin theo. Tác giả đúc kết, tự do, dân chủ không phải là tên một chủ nghĩa. Dân chủ chỉ là những luật chơi giống như luật đá banh. Khi có tự do, người ta được chọn. Khi cần phải cùng nhau chọn, đặt ra những quy tắc chọn lựa chung, ví dụ như bỏ phiếu. Cứ như vậy, loài người sẽ sống hạnh phúc hơn mà không cần tôn thờ một chủ nghĩa như lối người cộng sản trong thế kỷ trước. Đa số những người cộng sản ở Việt Nam bây giờ không tin vào chủ nghĩa nào nữa, chỉ tin ở thế lực kim tiền. Nhưng nhiều người vẫn còn muốn dân chúng tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa Marx để bảo vệ địa vị và tài sản của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ nghĩa Cộng sản nên được mai táng theo Tổng Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.